Chào mọi người, mình quay trở lại với cái video về chia sẻ những cái thiết bị đồ điện xung quanh cái gia đình chúng ta hay thường dùng. Thì đây là những cái loại đèn LED. Cái đèn LED này thì nó có thể trang trí vào ngày Tết hoặc là chúng ta có thể trang trí quán xá các thứ ở gốc cây hay là một số những cái chỗ nào đó. Thậm chí là chúng ta cũng có thể làm cái chiếu sáng ở tủ bếp với các bạn. Đó, thì nhà mình cũng thường sử dụng với cái này để mà mình làm cái bố trí sáng ở bàn bếp và nó sẽ có cái màu sáng màu vàng giống như đèn sợi đốt thì nó cũng rất là thật. Đó, như cái vấn đề ngày hôm nay thì đó chính là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta có thể tính toán và tự làm lấy một cái bộ nguồn nuôi. Thì đây là một cái nguồn nuôi của đèn LED này các bạn này. Với nguyên bản thì mình mới mua cái bộ dây này dài 10m và đây là loại LED đôi sáng màu vàng, LED đôi này, 10m. Thì mình sẽ không mua cái nguồn này đâu, nhưng mà cái shop này thì họ gửi tặng luôn cả một cái nguồn này. Đó. Và cái nguồn này thì cách làm như thế nào thì trong cái video trên kênh của mình đã có rồi. Và cũng chiếm được rất là nhiều những cái lượt xem cũng như những cái bình luận góp ý tích cực. Và cái video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể làm một cái nguồn nuôi cho bộ đèn LED dây như này. Cũng như là tính toán làm sao để mà chúng ta có thể nuôi được cho những cái đèn LED nó có cái số mét dài. Ví dụ ở đây là 10m này. Thì chúng ta sẽ tính nó là bao nhiêu công suất, bao nhiêu ampere. Và chúng ta muốn thắp ví dụ một cuộn là 100m hay là 200m gì đó thì chúng ta muốn làm như thế nào. Đó thì ở cái video này thì mình sẽ nói đến vấn đề đó. Trước tiên thì mình sẽ cắm điện cho các bạn thấy này. Ở đây mình sẽ có một cái ổ điện. Đây chính là cái ổ điện 220V các bạn nhé. Ổ điện như thông thường, lưới điện quốc gia Việt Nam. Đó, khi cắm vào thì nó sẽ sáng như này. Rất là sáng luôn. Đây là do cái khi mà chúng ta quay cái camera thì nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng ấy, cho nên là nó cũng sẽ bị ghim cái ánh sáng tối đi. Còn nếu như mình khóa sáng lại thì nó sẽ sáng, cảm thấy rất là sáng. Đó, rất là sáng. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy rằng là đây là 10m các bạn nhé. Cái này mình mua 10m với giá là khoảng 170 mấy nghìn đó, bao gồm cả phí vận chuyển là 170 mấy nghìn. 170 mấy nghìn, 10m. Và bây giờ thì mình sẽ đo cho các bạn thấy rằng đối với cái 10m dây này thì nó sẽ có công suất tiêu thụ điện là bao nhiêu và cái dòng ăn là bao nhiêu. Thì thông qua cái chỉ số trên cái đồng hồ này nó báo lên thì chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta có thể chọn làm cái nguồn nuôi cho bao nhiêu mét được các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ cắm để xem rằng là nó sẽ có cái chỉ số như thế nào. Đây các bạn có thể thấy rằng mình sẽ ấn về chỉ số nhé. Đo ampere trước. Đây là điện áp 234V này. Đây chính là cái dòng tải này, 0.23A cho 10m dây, đèn LED đôi. Đây là LED đôi nhá, mình nhấn mạnh là LED đôi. 10m của nó là ăn 0.23A. Tiếp đến là phần công suất. Công suất này thì nó sẽ tính theo kiểu là kilowatt, cho nên là ở đây nó sẽ chấm là 0.05 kilowatt, có nghĩa là tương đương với 50W các bạn nhá, 50W tròn. Thì đối với 10m là 50W. Và 1m thì nó sẽ là 5W. 1m là 5W. Và đối với cái việc mà chúng ta tính toán để làm cái nguồn, cái driver cho nó sáng được khi cắm trực tiếp với 220V ấy, và bao nhiêu mét dây thì cần con linh kiện bao nhiêu ấy, thì chúng ta sẽ xem cái phần ampere. Đó, ampere. Ở đây nó ghi là 0.23 ampere. Như vậy là rất là nhỏ các bạn, rất là nhỏ. Vì vậy mà cái con diode ở trong cái phần driver này, phần nguồn led này, nó có thể chỉ khoảng 1A thôi. Nó chỉ cần 1A thôi là nó đã dư thừa cho cái 10m dây đèn LED này rồi. Bởi vì là nó chạy như thế là có 0.23 thì nó tương đương với khoảng tầm 1/4 công suất của cái con diode nằm trong này. Đó, 1/4. Chính vì vậy 1/4 công suất thì nó cũng sẽ không cần tản nhiệt cho cái bộ này. Và đóng kín như này thì nó vẫn sử dụng tốt bình thường các bạn. Đó. Và bây giờ mình muốn làm tự làm một cái nguồn như thế này thì nó cũng khá đơn giản thôi các bạn. Nó chả có cái gì đâu. Bên trong này thì nó chỉ có duy nhất một con diode thôi. Diode cầu 1 pha. Thì đây mình đang có một con diode cầu 1 pha đây. Đây chính là diode cầu 1 pha này. Và cái con này thì công suất của nó lớn hơn nhiều so với con nào đóng trong này. Con này của nó lên tới là 6A. Chịu điện áp đỉnh là 600V. Thì cái con này của nó cũng sẽ chịu khoảng 1A và khoảng tầm 600V trở lên. Đó. Đối với con 6A này, nếu như các bạn mà chạy với khoảng tầm 50% công suất thì nó cũng vẫn đáp ứng được. Không nên chạy 100% công suất là 6A đâu các bạn nhé. Bởi vì chúng ta không có tản nhiệt. Với điều kiện tất cả linh kiện thì hầu hết nó cũng chỉ chạy tới 70% công suất của cái con linh kiện thôi, là gần như là chủ yếu. Còn lại là dưới phần trăm công suất đấy thì nó mới bền được. Thì ví dụ như chạy 50% công suất thì nó chỉ khoảng là 3A các bạn nhé.
Thì đối với cái việc mà chúng ta sử dụng cái đèn led dây này thì ở đây đang sử dụng là 10 mét dây đèn led đôi. 10 mét dây đèn led đôi thì nó mới ăn có 0.23A. Bây giờ mình nhân 10 lần lên thì nó sẽ là 2.3A. 10 lần của 10 mét thì nó là 100 mét các bạn. 100 mét thì nó cũng chỉ ăn có hơn 2A thôi. Rất là nhỏ. Chính vì vậy mà các bạn nếu như muốn làm một cái driver cho đèn led này, tự làm muốn dây dài vài chục mét thì chúng ta sẽ cần một con diode. Diode là khoảng 6A như thế này trở lên. Còn nếu như các bạn muốn an toàn tuyệt đối thì chúng ta sẽ sử dụng với diode cầu là 15A 600V trở lên. Đó thì có những cái con diode thì giá của nó cũng rất là rẻ các bạn. Thậm chí là trên kênh của mình hoặc là trên Shopee của mình bán diode này nó cũ thanh lý, với cái loại mà nó cắt chân của hàng công ty ấy, thì nó cũng chỉ có khoảng tầm 4.000 một con thôi. Mà 15A rồi, rất là rẻ. Vậy thì chúng ta cứ lắp thừa nó đi, chả vấn đề gì cả. Nó to hơn một chút cũng chả sao. Đó thì chúng ta sẽ lắp với 15A là các bạn có thể sử dụng với cả cuộn dây led thoải mái, không vấn đề gì rồi các bạn nhé. Còn đối với cách làm thì rất là đơn giản. Đối với diode cầu một pha như thế này, diode cầu một pha như này thì nó sẽ có thường là hai chân giữa nhận điện áp xoay chiều, tức là cắm thẳng vào ổ điện này này các bạn. Hai chân giữa là cắm thẳng vào điện. Hai chân hai bên này nó sẽ ra cái điện áp là một chiều. Ra điện áp một chiều. Đây nó có ký hiệu là âm dương này. Còn đối với diode to thì nó sẽ có cái dấu khuyết, thì phần bên khuyết là dương. Đối với cái đèn led này thì nó muốn thắp sáng được thì nó cũng sẽ sử dụng với điện áp một chiều các bạn nhé. Sử dụng điện áp một chiều, chứ nó không phải là đây là một cái dây cắm thông thường đâu. Cái chỗ này nó chính là chiếm cái con diode để nắn điện áp từ xoay chiều sang một chiều. Đây các bạn có thể thấy rằng nó có ký hiệu âm dương rõ ràng đấy các bạn. Đó. Và đối với âm dương này thì các bạn có thể đấu sai hoặc là đấu ngược cũng không cháy. Chúng ta có thể đấu lại bình thường. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho các bạn thấy một cái driver nó đơn giản như thế nào nhé. Trước tiên thì mình sẽ gấp hai cái chân nhận điện áp xoay chiều lên. Hai cái chân này thì mình sẽ cắm thẳng với cái đèn led. Đó, nếu như mà nó bị sai thì chúng ta có thể cắm lại, không vấn đề gì đâu. Đây, mình sẽ cắm như này. Đó. Bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn 220V vào đây. Xem cái đèn led nó có sáng không nhá. Đây, mình sẽ cấp luôn bằng cái này, chính là cái dây để cấp chuyên thử nhanh cho các thiết bị điện, kể cả một chiều hay xoay chiều. Thì mình có ký hiệu đây. Đó, và đây cái phích điện này sẽ cắm 220V này. Và các bạn chú ý rằng là đối với cái mạch điện này là nó sẽ sử dụng với điện áp trực tiếp 220V. Chính vì vậy mà các bạn sẽ tuyệt đối không được sờ tiếp xúc vào bất kỳ điểm nào trên cái phần mạch điện này. Thậm chí là cái điểm cuối cùng này của đèn led này, các bạn cũng sẽ phải băng rất chắc chắn cái đường này để tránh nước vào hoặc là chúng ta sờ tay vào đây. Đó, bây giờ thì mình sẽ cắm điện nhé. Đó, sẽ sáng như là thông thường, không cần phải có thêm một linh kiện nào. Còn đối với việc mà chúng ta muốn cái đèn led này của chúng ta sáng hơn và nó cái độ sáng của nó, tần số nó gần như nó phẳng ấy, không gây ra hiện tượng nháy nếu mà chúng ta nhìn thật kỹ, thì chúng ta sẽ có một con tụ điện nắn trực tiếp vào điện áp một chiều ở phần đầu ra này này. Đó, ở phần đầu ra này này, hai cái âm dương này, hoặc là tương đương với việc hai cái chân cắm này, một con tụ điện nữa. Con tụ điện này chúng ta sẽ sử dụng tụ là 400V, khoảng tầm 10mm đến 100mm. Còn đối với việc mà chúng ta sử dụng tụ khoảng một vài mm cũng được. Nhưng mà các bạn chú ý rằng là khi chúng ta mắc tụ vào, bóng đèn này sẽ tăng thêm độ sáng khoảng 20%, tăng thêm khoảng 20%, và độ sáng của nó đẹp hơn, ổn định hơn rất là nhiều. Thế nhưng cái tuổi thọ của đèn led này sẽ giảm đi tương đối nhiều, bởi vì chúng ta ép cái bóng đèn led này nó hoạt động với 100% công suất, thậm chí là hơn nữa. Chính vì vậy mà đèn led nó sẽ giảm tuổi thọ đi, nhưng mà cái ánh sáng lại đẹp và sáng hơn. Còn đối với việc mà chúng ta muốn nó sáng mà bền hơn, chịu tối hơn chút thì chúng ta sẽ để nguyên như này, chỉ cần một con diode thôi. Đó, một con diode thôi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái thông số ở trên này xem rằng là nó sẽ ăn bao nhiêu nhá. Đấy các bạn thấy không? Cái công suất của nó thì nó cũng gì vẫn vậy thôi, 0.23A, bởi vì cái công suất tiêu thụ nó không nằm trên diode mà nó sẽ nằm trên các cái mắt đèn led. Đó, công suất đây, 0.05kW. Với con diode này thì các bạn có thể thắp tới hàng vài chục mét rồi. Còn nếu muốn an toàn hơn hàng trăm mét thì chúng ta sẽ sử dụng diode là 15A 600V, diode cầu một pha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ rút ra cho đỡ sáng và màn hình nó sáng lên. Đó, đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Chỉ cần một con diode cầu thôi là chúng ta đã thay thế cho cái driver này. Đấy là cái việc mà chúng ta muốn tự làm nha các bạn nhé. Muốn tự làm. Sờ tay vào diode này hiện giờ thì chả có nhiệt độ gì đâu, bởi vì con này nó 6A và chúng ta chạy có như thế thì nó quá là nhỏ so với công suất của diode này. Đó, quá là nhỏ.
Còn cái driver đi theo thì nó sẽ thường nó sẽ có thêm một cái chân cắm như này các bạn này. Và chúng ta sẽ cắm cái driver này vào trong đây để nó kín. Nó thì thông thường những cái driver này mình nhìn thấy đây là cái dây màu nâu này, là nó sẽ ký hiệu dương nguồn, dây xanh là ký hiệu âm nguồn. Chúng ta sẽ kết nối lại. Đó, sáng chưa? Đó, vẫn như vậy thôi nhé các bạn nhé. Và với cái video ngày hôm nay cũng như là các cái thông số mình ấn cho các bạn trên cái đồng hồ công tơ đo điện này, nó bao gồm là cái ampere, cái dòng đấy, tức là cái dòng dẫn vào trên điện áp từ 220V vào cái đèn led này là bao nhiêu. Với 10 mét dây led đôi thì nó ăn 0.23A và cái công suất của nó là 50W. Thì các bạn sẽ dựa theo cái công suất này mà chúng ta tính toán. Tất nhiên là mỗi một cái loại dây đèn led này nó có thể công suất khác nhau một chút. Ví dụ như là dây led đôi hay là dây led đơn. Led đơn là tức là một cái mắt này này, còn led đôi là hai mắt song song một. Đó. Thì led đôi nó sẽ có công suất lớn hơn led đơn và cũng tùy từng cái loại sản xuất mà nó có thể khác nhau. Ví dụ như cái led công suất này nó khác, ví dụ một mắt này 1W chẳng hạn. Nhưng cái loại khác thì 1W là nửa watt hay là 2W thì nó khác nhau. Đó. Thì còn đây là một cái video mang tính chất tham khảo. Với cái dây led như này và công suất đo được như vậy thì mình nghĩ rằng là thông qua cái video ngày hôm nay thì các bạn có thể phần nào mà chúng ta hình dung ra được là chúng ta muốn làm một cái nguồn đèn led như nào. Ví dụ như cái này bị cháy, chúng ta có thể tự làm nếu như mà chúng ta biết về ngành điện và chúng ta tự tính toán được muốn thắp sáng bao nhiêu mét dây led thì chúng ta cũng tính toán được. Đó. Và mình cũng sẽ khép lại cái video tại đây. Xin gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.